Các bạn thân mến, hiện nay mình đang có mặt tại Huế và trong ngày hôm nay thì mình đang trong hành trình di chuyển từ Huế lên Gia Lai để gặp Sư Minh Tuệ và Anh Báu. Thì bây giờ hiện nay mình đang ở Huế đấy các bạn, và trời hôm nay rất là mưa rất là to. Và hôm nay mình lên trên đấy thì kế hoạch hôm nay thì mình sẽ là đi cùng sư, đi đêm để tránh trường hợp là quá là nhiều người người ta biết đến và gọi là đi theo, để gọi là nó sẽ cản trở một phần nào đấy là cái chuyến hành trình này đấy. Đấy, cho các bạn xem quang cảnh là đấy, trời mưa rất là to các bạn ạ. Mưa to cực kỳ luôn. Thì mình đang đi taxi từ Huế lên thì chắc phải tầm tối nay. Mình đi từ 8 giờ thì tầm khoảng 6 giờ chiều nay thì mình sẽ có mặt ở Gia Lai. Con đường mà mình đi lên Gia Lai là bằng con đường quốc lộ 14 các bạn ạ. Và đây là cái con đường mà cách đây 4 năm là mình cũng chọn là hình thức là để đi bộ từ Sapa cho tới miền Tây. Lúc đấy là dịch Covid đang tới thì mình cũng chọn cái phương thức là đi bộ xuyên Việt để chờ cho Covid là xong thì mình sang nước ngoài. Thì sau rất là nhiều năm thì mình quay lại con đường này thì rất là nhiều cảm xúc các bạn ạ. Tại vì trước đây là mình có kéo theo con xe kéo ấy, là cũng mấy mấy chục cân đi từ Sapa đi về miền Tây, là không một cm nào mình bỏ mà mình cứ đi bộ lang thang trên đường vậy á. Và đặc biệt ấn tượng nhất là cũng là một trong những cái kỷ niệm rất là ấn tượng đối với mình là khi mà cái con đèo Lò Xo này này thì nó rất là dài, nó hơn 30 cây cơ. Thì đi con đường này trước đây mình đi rất là mệt tại vì nó lên dốc nhiều quá mà đẩy theo cả con xe như vậy. Và hôm nay thì được cơ hội quay lại đây thì nhìn lại cái cảnh mà núi rừng của Việt Nam mình rất là đẹp. Thì sau hơn 4 năm thì bây giờ mình lại quay trở lại hành trình, là nhưng mà lần này thì có một cái sứ mệnh rất là khác biệt so với những lần trước. Thì lần này thì cũng là với bản thân mình cũng là đi chơi trải nghiệm thôi, nhưng mà mình sẽ đi cùng sư Minh Tuệ thì mình thấy là đây cũng là một cái sứ mệnh rất là thiêng liêng và duyên các bạn ạ. Thì cũng kể cho các bạn là mình thấy là mình khá là duyên với cả Sư Minh Tuệ. Thì mình đã đi bộ qua 13 quốc gia khác nhau này. Và Sư Minh Tuệ là cũng là tu 13 hạnh đầu đà này. Và thứ ba nữa là Sư Minh Tuệ là cũng hơn mình 13 tuổi. Đấy, con số 13 gắn liền với cả mình và Sư Minh Tuệ mình thấy khá là hữu duyên. Và hôm nay là ngày 11 tháng 12 các bạn ạ. Thì mình cũng không biết là hôm nay hay là 1-2 hôm nữa thì mình sẽ đi. Thì mình cũng chỉ lên Gia Lai để chờ cho hữu duyên là thầy trò có thể xuất phát đi sang Ấn Độ. Thì nếu mà hôm nay đi thì không nói, nhưng mà nếu trường hợp mà chẳng đủ 2 ngày nữa là đi chẳng hạn, thì đúng là một con số 13 rất là duyên giữa mình và Sư Minh Tuệ. 2 ngày nữa là ngày 13 thì cũng lịch dương cũng là ngày 13 và lịch âm cũng là ngày 13. Đấy, rất nhiều con số 13 là gắn liền giữa mình và Sư Minh Tuệ. Thì đấy, mình cảm xúc của mình lúc này thì đúng là sau cái thời gian mà mình dừng đi bộ ở châu Phi ấy, thì lần này thì mình quyết định đi lại thì mình hy vọng với những kinh nghiệm mà đã đi bộ qua 13 nước trên thế giới khác nhau thì có thể là hỗ trợ phần nào được Sư Minh Tuệ đi đến Ấn Độ một cách trọn vẹn các bạn. Thôi thì bây giờ chúng ta lại lên Gia Lai để cũng có thể trong đêm nay là mấy thầy trò sẽ đi bắt đầu hành trình các bạn nhé. Thì quên cũng chia sẻ với các bạn là trong cái thời gian vừa rồi khi mà mình đã đăng lên là mình nói là mình đã chính thức đi cùng Sư Minh Tuệ là để đi sang Ấn Độ ấy, nhưng mà cũng có rất nhiều những anh chị cô chú ở những kênh khác kiểu như là có những cái lời mà gọi là đánh sâu vào mình, đánh sâu theo kiểu là nó không được chính xác và nhiều khi nó cũng sai sự thật đấy. Đấy là mình còn chưa đi với Sư Minh Tuệ thôi. Nhưng mà mình cũng không biết là sau khi mà mình đi cùng Sư Minh Tuệ một hành trình rất là dài từ Việt Nam sang Ấn Độ như vậy thì sẽ gặp phải những cái câu chuyện gì nữa. Nhưng mà khi đi cùng với Sư Minh Tuệ thì mình cũng hy vọng anh chị cô chú là đấy, sau này thì mình sẽ có rất là nhiều những cái lời công kích mình các bạn, mình chắc chắn luôn. Người ta sẽ ăn không nói có với mình không như này mà người ta cũng nói mình như vậy. Thì đặc biệt là những khán giả cô chú nào mà đã theo dõi mình thì lâu thì chắc là sắp tới sẽ nhìn cái đấy là rõ hơn, thì sẽ có rất nhiều những người khác người ta chắc là sẽ công kích mình ấy, vấn đề này vấn đề kia, lời nói như thế này rất là nhỏ thôi, có khi người ta cũng bới móc mình ra để người ta đả kích tới mình ấy các bạn.
Đấy, nhưng mà mình hy vọng là với cái tâm của mình là mong muốn giúp sư Minh Tuệ đến được Ấn Độ một cách an toàn và trọn vẹn nhất để sư có thể là hoàn thành cái gọi là trên con đường tu tập của sư ấy, để giúp ích sư được thành công ấy. Thì mong anh chị cô chú là hãy tỉnh táo trong thời gian sắp tới, đừng nghe những cái lời công kích của những cái kênh khác, nó mất thời gian ra. Cái hành trình này mình đi cùng sư thì mình sẽ cũng sẽ quay lại và để cho các bạn là hiểu rõ nhất về cái quá trình đi học tập và tu tập của sư như thế nào, để cho anh chị cô chú yêu mến sư có thể là theo dõi. Còn mình cũng muốn gửi lời những người mà không thích sư Minh Tuệ chẳng hạn, ok, thì mình sẽ là người đi quay lại những cái gì mà gọi là thật nhất để cho anh chị cô chú xem. Nếu mà sư mà ok tu không đúng hay là theo những cái người mà không thích sư ấy, thì cũng hãy đăng ký mình đi, đăng ký kênh của mình đi để xem những cái sư sai chỗ nào, mình cũng sẽ quay lên cho các bạn coi, ok không? Bây giờ chỗ này khá là lạnh thì giờ mình đang lên trên Gia Lai để có thể là đợi một lát nữa thì sẽ quyết định là hôm nay đi hay là một hai hôm nữa đi các bạn nhé. Ui lạnh thế. Mưa xong lên trên này thì tạnh mưa nhưng mà nó vẫn khá là lạnh các bạn ạ. Hy vọng là sắp tới là mấy sư mà mình và anh Báu đi trên đường sẽ bình an. Đi thôi. 10 tiếng thì bây giờ đây là mình đã có mặt tại Pleiku các bạn ạ. Thì và đến đây thì mình cũng nghe được thông tin là sư đã quyết định là ngày mai sẽ là ngày bắt đầu xuất phát cho chuyến hành trình đi bộ từ Việt Nam cho tới Ấn Độ này của sư. Thì ngày mai là ngày 12 tháng 12 các bạn ạ. Thì khi mà đến đây rồi thì mình biết được tin mọi người sẽ xuất phát từ từ công ty mà Thiên Định Tuệ. Thì hiện nay thì mình cũng đặt ra rất là nhiều cái lo lắng. Thì như các bạn đã biết là trước đây là sư ở Huế ấy, thì đi cái cung đường là rất là nhiều người đi theo và mọi người là mến mộ, mọi người muốn gặp sư thôi. Thì nhưng mà nói sao nhỉ, thì bữa đấy là quá là đông người nên là chính vì lý do đấy nên là sư mới kiểu không đi được ấy. Nên là ngày mai thì mọi người lại quyết định là đi bộ từ công ty Thiên Định Tuệ, thì mình không biết là hành trình này liệu có thành công không. Thì hiện nay mình thấy rất là lo lắng, nếu mà mai mà đi ở công ty Thiên Định Tuệ thì mình cam đoan cái cảnh tượng ngày mai sẽ rất là gọi là sao nhỉ, dùng từ hỗn loạn, không biết phải hỗn loạn không, nhưng mà nói chung nó sẽ rất là đông người và sẽ rất khó để đi đây. Nhưng thôi thì mình cũng mong sao là mọi chuyện là suôn sẻ, tại vì là đầu xuôi thì đuôi với lọt mà các bạn, đúng không? Nếu mà những cái ngày đầu như thế này mà đi từ công ty mà nhiều người đi theo quá thì thôi, mình không muốn nghĩ đến cảnh này nữa. Thì hy vọng ngày mai mình tới thì mình cùng anh Báu và sư thì hy vọng là sẽ êm xuôi để có thể là hành trình được viên mãn các bạn ạ. Và khi mà ngày mai từ công ty Thiên Định Tuệ đấy các bạn, thì theo như mình biết thì sư cũng mong muốn là sẽ trước khi đi là sư sẽ đến để chào tạm biệt bố mẹ, đến để chào bố mẹ này, rồi sau đó sư mới bắt đầu là cuộc hành trình này. Thì vừa là lo lắng và mình cũng không biết là cái cảnh mà sư chia tay bố mẹ sẽ như thế nào đây. Tại vì chuyến hành trình này sang nước ngoài thì mình nghĩ sẽ rất là dài đây, thì cũng chưa biết khi nào sư mới quay lại Việt Nam này. Và trên đường sẽ gặp phải gọi là cái gọi là khó khăn nào nữa. Trường hợp thì nói chung là êm xuôi thì không nói, nhưng mà nếu mà trường hợp mà khó khăn quá thì cũng có thể là đi ven những cái nước ở Đông Nam Á rồi, cũng hoặc là cũng có thể Việt Nam, cái này mình cũng không biết được. Tại vì như các bạn đã biết những cái thông tin trên mạng, và đặc biệt như anh Báu đã đi tới Myanmar rồi đấy. Thì về vấn đề Myanmar thì bây giờ là nó cũng nó rất là phức tạp, nhưng mà hiện nay thì cũng có những cái tín hiệu mừng để có thể là sư Minh Tuệ và cũng như mình hay là anh Báu và ai đó thì mình không biết thì có thể sang bên đấy đã đi được êm xuôi. Nhưng mà trường hợp xấu thì cũng không biết thế nào được các bạn ạ. Thì ở đấy nó có rất nhiều những cái tổ chức khác nhau này, nhiều phe phái này, mà những cái phe phái riêng lẻ thì người ta luật pháp thì
hầu như là làm gì có luật pháp đâu các bạn, rất là manh động. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ nghỉ sớm, thì ngày mai mình sẽ đến công ty Thiên Định Tuệ và chờ đợi sư chào tạm biệt gia đình, và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu rất là lớn. Như thầy đây rồi các bạn. Thay đổi kế hoạch một chút các bạn ạ, thì mình hôm nay sẽ không đi vào trong công ty nữa. Thì hiện nay mình đang đứng ở một chỗ, thì cũng cách trong công ty một đoạn đây, thì chỗ này đây đang có hai sư đang ăn sáng, nhưng mà theo Phật thì gọi là thọ thực các bạn ạ. Thì các sư vừa đi khất thực về xong thì bây giờ các sư đang ăn sáng, thì mình ngồi ngoài đợi để cho mọi người ăn xong. Đấy. Thì một lát nữa thì mình cũng hôm nay bây giờ đến đây mình cũng chưa biết là sẽ đi từ đâu và đi lúc nào nữa, nhưng mà hiện nay mình vẫn đang ở đây. Hôm nay là ngày 12 đó. Đây các bạn thấy là khung cảnh ở đây. Thì trong này đây là sư Trơn Trí với cả sư nào chú nhỉ? Sư Minh Dược. À sư Minh Dược đúng không? Vâng. Hai sư là cũng là người đi cùng với cả thầy à, sư sư thầy Thích Minh Tuệ là tới Ấn Độ đúng không chú? Cái đó thì tôi cũng không biết được, À nhưng không biết. mà không biết được nhưng mà hai thầy đang còn thỏa thuận ở trong. À dạ. Thì bản thân mình đến đây hôm nay là mình cũng chưa biết là hôm nay tất cả mọi người ai sẽ là người đi cùng sư thầy Thích Minh Tuệ để sang Ấn Độ các bạn ạ. Nhưng hiện nay mình gặp chú. Chú là bố của sư Trơn Chân Trí. trí, chân trí. Dạ. Thì không biết là nhà chú gần đây đúng không chú? Không, nhà chú ở Đắk Nông cơ. À nhà chú Đắk Nông. Còn đây là Gia Lai. À thế là có nghĩa là chú từ Đắk Nông chú đến đây biết sư Trơn Trí đang đây là chú lên trên này. Cũng sự thật thì cũng chưa biết đâu, nhưng mà xuống dưới chỗ cà phê nắng của gần thầy nhà mình tới đấy. À thế là chú là cũng không biết sư Trơn Trí ở đâu, chỉ là lên trên cà phê và nghe thông tin là là sư Trơn Trí đang đây thì chú mới tới đây đúng không? Đang ở địa bàn đây, À vào ngoài đây. không biết là chú đã gặp sư Trơn Trí chưa, là nói chuyện Gặp mà hôm qua rồi. hôm qua rồi. Còn hôm đêm qua thì ở nhà ba của thầy Minh Dược. À dạ. Nhưng mà cháu cũng rất là tò mò, không biết là sư Trơn Trí giờ đã xuất gia rồi đúng không? Thì không biết là trong cái câu chuyện của chú mà gặp sư Trơn Trí, thì cái câu chuyện của chú nói với cả sư Trơn Trí thì nó là câu chuyện gì, cháu rất là tò mò, không biết là. Không, về cái tình phụ tử thì vẫn có một đôi cái câu chuyện. Vâng. Còn cái đối với sư thì sư lại nói ngược lại cái đường đạo. À, thì cũng là một sự trao đổi bình thường thôi. Tôi cũng lâu lâu tôi cũng gặp, nhưng mà cái câu chuyện rất là ngắn gọn. À dạ, ngắn gọn. Thì nếu mà hôm nay mà sư Trơn Trí mà cùng với sư Minh Tuệ sang Ấn Độ thì không biết là cảm xúc của chú như thế nào? Tại vì trong một hành trình rất là dài và nhiều gặp rất là nhiều cái chuyện mà mình không thể nào biết được đúng không? Đi qua những cái vùng cả chiến sự như bây giờ là như ở Myanmar này, rất là nhiều nội chiến đằng đấy. Thì cảm xúc về nói về một người người ba đi thì chú nghĩ sao? Chú cảm À, nhận sao? tôi nghĩ rằng là nếu mà đi tu theo cái hành Đấu Đà thì đã là vất vả ở Việt Nam mình rồi. Dạ. Còn đi qua Ấn Độ và các cái nước khác thì chắc chắn cái vất vả họ hơn. Dạ. Từ vì thay vì cái hành mà ở nhà hoang, nghĩa địa thì ở bên đó chắc cũng khó. Đúng rồi. Cái nữa là về cái văn hóa ẩm thực thì chắc cũng khác mình. Vâng. Thì chắc chắn là sẽ khó hơn. Vâng. À, thế nhưng mà nói về sư Trơn Trí thì sư Trơn Trí nói bảo là hạnh phúc nhất là được đi tu. Ừ. À. Dạ. Thì chỉ biết vậy thôi, con cũng không biết khuyên gì nữa. Dạ. Bản thân mình là người ba thôi, mình luôn làm sao để người con mình làm sao vui vẻ nhất đúng không chú? Luôn luôn ủng hộ đúng Thì tôn trọng thôi. không? Dạ. Bây giờ khuyên thì cũng không, trước đấy mà chưa đi xuất gia thì cũng có khuyên, Vâng. nhưng mà khuyên cũng không được. Vâng. Thì bây giờ phải chấp nhận thôi, không có cách nào hơn. Sư là đã quyết định là quyết chí là đi theo con đường học tập về Phật pháp đúng không? Ừ. Dạ, rất Thì là. bây giờ tôn trọng cái ý kiến cá nhân. Dạ. À, thì đây các bạn đây một cái cảm xúc khi mà ba của sư Trơn Trí đây thì hy vọng là đấy qua một cái mẩu chuyện nhỏ này thì các bạn có thể hiểu qua những cái góc cạnh khác trong cái hành trình này, từ không những là từ cái hành trình trên đường mà những người mà xung quanh
người thân của những các sư ở đây. Đó. Thì đấy, như vừa chú nói là sang Myanmar hay các thứ thì theo tu theo hạnh đầu đà ngủ nghĩa địa là rất khó. Thì cái này mình đã từng đi và mình công nhận là đúng sự thật các bạn ạ. Để kể cho các bạn ví dụ hơn là khi năm 2016-17 mình đi ở Myanmar vậy, lúc đấy là chưa có nội chiến mà mình đi bộ trên đường là gọi là chính quyền bên đấy là còn theo dõi mình, là không biết mình từ đâu đến, tại sao mình đi bộ như vậy này. Rồi khi mà mình vào nhà người dân là mọi người đến đấy là mọi người cũng không cho phép mình ngủ nhà dân các bạn nhé, chưa nói gì đến nghĩa địa này. Mọi người bắt, luật lệ của Myanmar là bắt buộc những cái người khách nước ngoài phải ngủ ở trong khách sạn. Đấy thì bây giờ là cháu cũng không biết là sắp tới sẽ như thế nào nữa, nhưng mà cũng hy vọng là sao là hỗ trợ được các sư tu hành một cách học Phật pháp một cách gọi sao nhỉ? Đúng theo mong muốn nguyện vọng của mọi người. Thì tôi cũng thấy được một cái điều mà rất vui mừng, mà có thể nói là bà con Phật tử hay là người dân chắc cũng rất là vui mừng là trước hết là có được chú Báo, là có những cái người trời dưới đầu tiên, sau đó được sự đồng ý của chú Lê Khải Giáp, thì một trong những cái idol của muôn người rồi, thì có thể nói là không có gì hơn. Thì tại sao các sư lại được những cái may mắn như vậy? Đó, thì sự thật của nó là cũng đều rất là vui mừng. Thì cũng chỉ chúc cho là các sứ rồi đoàn có như trên cái hành trình vạn dặm đó được an bình và mọi cái điều được tốt đẹp. Dạ, cháu cảm ơn chú. Và cháu cảm ơn chú rất nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Đấy. Ok chú. Và cháu cảm ơn chú. Để cho các bạn xem toàn cảnh nhà. Đây là một ngôi nhà, nhưng mà khác cái bình thường khác là đây của là nhà cũ của sư Minh Dược, mà sư Minh Dược cũng đang ở bên kia các bạn. Thì sau khi mà đi thì muốn học theo Phật pháp thì sư không còn ở đây nữa, và hình như là người nhà là cho thuê lại. Thì có một anh cũng làm sửa xe máy thì anh thuê lại chỗ này đây các bạn. Đó. Hôm nay là đúng cũng còn rất là nhiều câu hỏi mình đang đặt ra các bạn ạ. Thứ nhất là ai sẽ đi cùng cùng đoàn, cùng sư Minh Tuệ để sang Ấn Độ. Thì đầu tiên chắc chắn là có mình này, có anh Báu này, và ai nữa thì mình cũng chưa biết, nhưng mà hiện nay mọi người đang đứng đây thôi, nhưng mà các sư đang cũng có thể là hai sư nhỏ kia thì cũng sẽ đi cùng với mình. Sư Minh Dược với sư gì? Trơn Trí à? Trí Trơn à? Xin lỗi các bạn, mình đầu óc mình nó nhiều cái bây giờ đang suy nghĩ quá nên là mình quên ấy, vừa hỏi xong. Đây con đường nhà của sư Minh Dược đây. Sư vẫn đang ăn sáng bên kia. Trong ngôn ngữ của Phật giáo thì gọi là thọ thực các bạn. Và mình cũng vẫn đang đứng ở đây để chờ đợi các bạn. Thì bây giờ là 8 giờ 10 phút rồi. Hôm nay là ngày 12 thì chắc là cũng tập trung tất cả mọi người rồi bắt đầu đi, thì chắc là chính thức cũng là ngày 13 các bạn ạ. Thì nếu mà đúng là ngày 13 chính thức đi thì xuất phát, thì mình thấy là đây đúng là một cái duyên rất là như là một cái gì đó sắp xếp các bạn ạ. Mình đã đi 13 nước, sư tu 13 hạnh đầu đà, rồi sư hơn mình 13 tuổi, thì ngày 13 đi nữa, ngày là ngày mai các bạn, thì vừa là lịch âm cũng vừa là lịch dương. Đấy. Những con số 13 rất là duyên số ở đây. Đấy, xung quanh cái quang cảnh lúc mình đợi đây các bạn, thì ghé qua cho các bạn xem cuộc sống ở xung quanh, gọi là một góc nhỏ của những người dân ở Gia Lai này. Thì trên Tây Nguyên mình thì đấy, cà phê năm nay là rất được mùa các bạn nhá. Thì nhà anh này đang thu rất là nhiều cà phê ở đây này. Những cái năm bình thường ở đây hình như là chỉ có 90 ngàn một ký cà phê tươi như thế này thôi. Nhưng mà năm nay là lên tới 30.000. Đấy, năm nay bà con trên Tây Nguyên là được mùa rồi các bạn. Ấm no rồi đấy. Đấy, đấy rất nhiều cà phê. Em chào anh. Đây đây là anh chủ nhà đây đây. Năm nay cà phê bao nhiêu một ký anh? Hiện tại bây giờ cà phê nhân dao động từ 124 đến 126. Là trăm cà phê nhân. À cà phê nhân hả? Thế cà phê tươi kiểu này thì sao? Cà phê tươi bây giờ là 29-30. À ok, thế là gấp gấp đôi, gấp ba lần những năm bình thường đúng không? Vâng. Dạ.
Thế chỗ này là anh đã thu hoạch hết cà phê chưa hay là vẫn còn? Đây thu hoạch hết rồi, hiện tại bây giờ anh đang phơi khô, anh xay. À dạ dạ. Năm nay được mùa rồi này. À dạ. Chào chú. Đây, trong này cũng còn rất nhiều cà phê các bạn nhé. Cái này là hạt cà phê hay là tươi, cà phê tươi? Đây là cà phê khô á. À, cà phê khô, vâng. Đắp đừng quay, nhà em nó đang lộn xộn rồi, quay vào. Quay lại cà phê nhấn vào đây nè, đắp. Thôi, lúc này em xé một ít nữa đó. Có cả nhân trong nhà em ạ. Đây này, đây này. Đồ ra đây. Bên này nó. À, nhân cà phê. Đây là nhân này. À, đây là nhân loại hả? Nhân loại á. Chưa sắt. Mà như nhân loại kiểu này thì bao tiền một ký anh? Nó chưa bán được nhưng phải sắt chứ. À, dạ dạ. Ừ, đây là tạp nhiều quá. Tạp nhiều đúng không? Đây là sắt chứ mà mình bán được. Ừ. Loại chuẩn nó phải kiểu như này đúng không? Chuẩn thì cái này. Là tròn cái này. À, hạt tròn như vậy là 140, 130, 140 một ký hả? Đây là 124. À, đó. Như thế đó. Vâng. 124. Dạ dạ. Đấy, em lừa cho anh mấy hột. Vâng. Vậy đẹp thế này, con mấy hột kia là... Thế cái loại tươi kia là 29, 30 nghìn, thì còn có loại khô này thì bao tiền ạ? Dạ, bữa nay 29. Hôm nay cỡ 74, 75. À, 74, 75. Nó phải đẹp đẹp như thế đó. Đây này. À, đây loại chuẩn đây hả? Đúng rồi. Này không vỡ ạ. Như 100 mấy này. 124. À, vâng, vâng. Đấy, mà mỗi vùng miền sẽ là một cái công việc khác nhau, nhưng mà khi mà đến đây thì đấy, thấy cứ cà phê được mùa như thế là cũng rất là mừng rồi các bạn. Thì những cái người nông dân đi làm này thì năm nay thì có thêm thu nhập thì đấy một điều rất là vui các bạn nhá. Thì theo các anh nói là năm nay là cà phê năm nay là kỷ lục đây đúng không anh? Quá kỷ lục luôn. Kỷ lục. Dân cùng đỡ khổ. Thế sau năm nay chắc là nhiều nhà người mua ô tô lắm này. Dạ. Nhà nào nhiều ca là mua ô tô được mà. Vâng. Bán một đẹp là mua được á. Như nhà mình là trồng bao nhiêu hecta cà phê? Nhà đấy gần 2 hecta. Gần 2 hecta. Thế thôi sắm được nửa cái ô tô là được rồi. Hớn là hớn là nhưng mà thú là phải trên 1 tỷ. Vâng. Trên 1 tỷ. Anh cầm quay giúp em với. Dạ. Chỗ này có cái cân đây thì giờ mình sẽ thử cân mình bao nhiêu ký các bạn nhá. Rồi sau khi mà đi sau cuộc hành trình này thì mình sẽ cân lại là mình bao nhiêu ký. Sáu mấy? 68 à? 68 ký anh. 68 thì trừ đi giày, dép, quần áo thì còn 66 ký các bạn nhá. Đấy, thì sau khi mà hành trình kết thúc thì mình sẽ cân lại xem là mình còn bao nhiêu ký. Nhưng mà mình chắc chắn là sẽ giảm ký đi các bạn. Ok. Cảm ơn anh. Vào trong nhà thì quay cá nhân cho thằng thạch chủ đây, chủ nhà đây. Vào trong nhà quay cá nhân. Các sư là đã ăn sáng thọ thực xong thì bây giờ là cũng bọn mình vẫn đang ngồi ở đây để gọi là ngắm cảnh thôi. Thì hôm nay thì mình có gặp bác. Bác tên gì bác nhỉ? Đoàn Văn Ngọc. Bác Đoàn Văn Ngọc đúng không? Dạ. Dạ. Bác thì là bố của sư Minh Dược nha các bạn nhé. Thì bác là vừa nãy là đang vẫn sống ở cái ngôi nhà mà mình vừa quay cho các bạn đấy. Thì hiện nay là nhà đấy là đang cho bên ngoài làm xe máy, là đang cho người thuê đúng không bác? Vâng. À, dạ dạ. Đấy. Thì bác cũng gần 80 tuổi nhưng mà bác nhìn vẫn rất là phong độ các bạn nhé. Đấy, các sư vừa ăn xong thì sư Trơn Trí. Các sư vừa ăn xong đây. Bên ngoài kia là sư Trơn Trí này các bạn. Thì cũng có một hai chị và anh đang đứng ngoài kia muốn xin chụp ảnh cùng sư Trơn Trí. Đây khoảnh khắc giữa sư Trơn Trí và bố của sư Trơn Trí các bạn. Thì trước khi hành trình đi xa. Sư Minh Dược. Bác vào đây cháu chụp bức ảnh nhớ bác làm kỷ niệm bác. Hai ba đi. Đấy.
những hình ảnh đấy, hai ba và hai sư điện. À, cái lý do mà hôm nay là mình đang ở chỗ này, một chỗ nhà của bố mẹ của sư Minh Dược, là tại vì là khi mà anh Báu thì đang ở công ty rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ở công ty nữa thì mọi người sẽ rất là chú ý và sẽ rất là nhiều người thông tin để biết là sư sắp đi, thì mọi người sẽ kéo đến rất là đông các bạn. Nên là sẽ tạo ra một cái cảnh tượng rất rất là hỗn loạn. Hôm nay thì mình mới có mặt ở đây. Và khi mà ở đây rồi các bạn thì tưởng chừng như là không ai biết. Chỗ này là cách nhà, chỗ mà công ty Thiên Định Tuệ là 31 cây. Nhưng mà bây giờ là cũng hơn 10 giờ rồi các bạn. Mà thế nào lại có thông tin ai ở đâu đó hoặc người dân ở đâu đó nhìn thấy mình ở đây và cũng đã thông báo là cho một vài người. Không biết mình biết là ai, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình mà đi kiểu như là ít người các bạn. Nên là bây giờ đây mình cùng các sư sẽ di chuyển sang một cái chỗ khác. Đấy các bạn thấy không? Chưa đi thôi nhưng mà cũng mình thấy là cũng khá là khó khăn các bạn ạ. Thì hy vọng là có thể vượt qua cái thời gian này. Thì bản thân mình đã đi bộ qua nhiều quốc gia rồi, mình cảm nhận là đi không khó các bạn ạ, nhưng mà sắp xếp được mọi thứ đi là khó các bạn. Đấy, thì mình nghĩ là trong quá trình đi tu tập của các sư ở đây thì cũng như vậy thôi. Chia sẻ cho các bạn thì mong các bạn có thể hiểu qua được và cũng thông cảm cho bọn mình. Bọn mình biết là mọi người đến đây là vì yêu mến các sư, nhưng mà yêu mến thì cũng phải đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời điểm nhá. Ok, giờ mình xin phép. Giờ mình sẽ đi bộ qua phía bên này. À, em lấy ít đồ đã nhờ anh nhờ. À, ba lô vứt đây hả? Xe thì bọn mình cũng phải đi di chuyển sang một chỗ khác. Đấy, các bạn thấy là cũng rất là khó khăn các bạn nhé. Thì trong cái quá trình mà đi từ Việt Nam sang Ấn Độ này thì mình cũng cố gắng chia sẻ đầy đủ nhất và chắc chắn là một điều là chân thực nhất những cái gì mà khó khăn hay những cái gì mà các sư sẽ phải trải qua trên đường các bạn ạ. Đi không khó nhưng mà mọi thứ khác là sẽ rất là phức tạp. Đấy, hai sư đây, hành trang của các sư đi Ấn đây các bạn. Em đi bộ cùng các sư đúng không? Dạ. Đây là khoảnh khắc trùng thời điểm khi mà mình di chuyển sang chỗ khác thì anh Báu đang cùng sư Minh Tuệ đang di chuyển để hai anh em có thể gặp mặt nhau đây. Ai cũng được hạnh phúc, đều vui vẻ, cha mẹ cũng thế mà những người khác cũng thế. Tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều an lạc. Được chưa? Rồi. Rồi, tạm biệt mọi người. A Di Đà Phật, mọi người hạnh phúc. Rồi, thầy chào mình đi. Thầy, cứ thẳng đường này tiễn thôi. Đi thầy ạ. Như vậy là thầy đã đi từ Việt Nam và đang bước chân vào khu vực Yon, tức là khu vực giữa ranh giới Việt Nam và Lào. Thì thầy với thầy Minh Chí sẽ đi trước, còn các thầy khác sẽ đi sau. Thầy Minh Chí cũng là hữu duyên tình cờ đến đây thôi, còn các thầy khác thì đang đi sau để đăng tin lên cho mọi người vui vẻ an lạc. Chúc tất cả mọi người ở nhà được hạnh phúc.
cho tụi em đi theo không, không, nhá. Đi đằng sau không, không được. Đi bộ thôi, đi bộ. Được rồi, Hữu Duyên gặp vậy là tốt rồi. À, coi coi nhận tấm lòng hồi hướng không biết các cô nhỉ? À, đây, em nhận. Anh báo. Nhìn lại nhá. Chị ơi. Anh chụp giúp em một tấm được không? Em làm kỷ niệm thôi, em không, không. Bọn em không, không có post luôn đâu. Không, không, bó thoải mái nhưng mà không sao hết. Bó thoải mái không sao hết nhưng mà... Bó thoải mái nhưng mà đừng có đứng gần thầy quá. Thông cảm nhé. Quay đi. Đừng, không, không. Chị ơi. Chị phải ấy chứ không có đứng gần. Đứng xa thầy ra, đứng xa thầy ra. Con đường đi thì bọn mình cũng đang đi cái chỗ mà đường kiểu không phải đường chính các bạn ạ. Đây, các bạn thấy là hành trình muốn đi tu tập học tập Phật pháp của các sư cũng rất là vất vả và gian nan nhỉ. Mấy anh em là dẫn sư đi vào chỗ này là một cái nghĩa địa các bạn, nghĩa địa của anh em người đồng bào ở trên Gia Lai này, để có thể là không ai có thể là biết tới các bạn. Thì vừa nãy là tính ra một cái nhà hoang nhưng mà thôi, thấy quyết định là nhà hoang đấy cũng gần nhà của sư Minh Dược quá nên là thôi, mọi người sẽ đi xa hơn một chút các bạn. Và một cái đặc biệt nhất ở trong này các bạn, thì đúng là mình, đúng là đi không bao giờ là đủ các bạn ạ. Mình đã đi rất là nhiều tỉnh, 63 tỉnh thành ở Việt Nam nhưng mà đây là lần đầu tiên mình vào cái nghĩa địa của người đồng bào anh em trên Gia Lai này. Mình không biết là anh em đồng bào người nào nữa nhưng mà các bạn thấy đây này, cái phong cách của mọi người, cái tín ngưỡng của mọi người khi mà chôn cất ở đây, những cái vật dụng mà khi mà người sống còn, ví dụ như xe máy này, ghế này, tivi này, bình thuốc sâu này, cả anten này, quạt này của những khi mà người đang sống, nhưng mà khi mất đi rồi thì mọi người cũng để vào trong này để đi theo người chết luôn đấy. A Di Đà Phật, xin chào mọi người. Rơ Châm Pêu, chào chú. Đấy thì Rơ Châm Pêu đây, một chú thì chú cũng mất rồi nên là những cái vật dụng ở đây thì mọi người cũng có. Bên này có cả bình thuốc sâu này. Đấy các bạn thấy là đây là lần đầu tiên mình biết luôn các bạn nhá. Đúng là càng thế là lý do mình càng muốn phải đi tiếp các bạn. Cái xe, cả xe Win mọi người cũng để đây này. Các bạn thấy chưa? Hay một cái phong tục rất là kỳ lạ đối với bản thân mình, tại vì lần đầu tiên mình chứng kiến luôn. Đây. Bên này cũng có xe máy luôn. Đấy. Xung quanh thì là chỗ mà mọi người trồng cà phê ở đây. Xe máy đây. Hạnh tu của các sư là hạnh tu là 13 hạnh đầu đà các bạn ạ. Thì sư Minh Tuệ là 13 hạnh đầu đà, còn đâu các sư nhỏ thì cũng cố gắng làm sao để có thể thực hiện 13 hạnh đầu đà đấy. Và một trong những cái hạnh đầu đà là ngủ ở nhà hoang, ngủ ở nghĩa địa. Thì cái mộ mà nhiều chỗ mà của người đồng bào á, có nhiều cái là họ để quan tài xong họ lấp cát lên. Dạ. Chứ họ không xây như này, xong là xung quanh cái đó là họ xây cái bờ tường á. Vâng. Bờ tường xong rồi họ dựng cái lán gỗ lên. Dạ. Che mái. Thậm chí là họ dựng thêm một cái mái tranh, 1, 2, 3 cái mái tranh xung quanh nữa. Vâng. Mà đến hồi là bao giờ nó sập là nó sập, họ không làm lại luôn. Đúng rồi, hay nhỉ. Đồ đạc của cái gì của họ gùi rồi các thứ họ dục lên trên cái mộ luôn. Vâng. Nhưng mà mấy chỗ này thì họ lại xây. Dạ. Còn có chỗ là họ xây bít, họ xây sát mặt đất luôn. Vâng. Ở bên ngoài người ta cũng phải bọc rào thép vào nhỉ. Chắc người ta cũng lo là nhiều người. Chỗ này là cũng kinh tế cũng phát triển. Vâng. Vâng. Với lại là rào lại là tránh bò rồi. À dạ. Tránh bò rồi. Còn nghĩa trang mà như ở khu Bình Thuận, Ninh Thuận là
cũng là cái khu nuôi bò luôn. À thế ạ? Nhiều bò lắm. Dạ. Nhưng mà chỉ ở cái vùng Gia Lai này người ta mới kiểu nghĩa địa kiểu này đúng không? Con đi nhiều tỉnh lắm nhưng mà đây là lần đầu tiên con thấy luôn đấy. Không, kiểu như là để cái người ta để cả mấy cái đồ xe máy, đồ các thứ vào trong nghĩa địa này. Đây là lần đầu tiên con thấy luôn này. Dạ, xe máy rồi thì lần đầu tiên con mới thấy. Mấy đồ kia là họ để mấy cái vật dụng đơn giản như cái gùi rồi cái liềm cái đồ thôi. Dạ. Cái liềm, cái cuốc rồi cái dao rồi. Dạ. Còn chỗ này chắc là cái kinh tế họ cũng ổn cho nên cả xe máy rồi. Vâng. Ok, giờ mình và sư và anh em ở đây sẽ đợi cho anh Báu và mọi người đến đây rồi lại tiếp tục hành trình để bắt đầu chuyến hành trình đi bộ từ Việt Nam qua đến Ấn Độ các bạn nhé. Tất cả mọi người đều mong muốn là có thể xuất phát từ ngay từ công ty nhưng mà điều đấy là các bạn biết là thời điểm này là chưa cho phép các bạn. Chưa cạo đầu này. Qua cảnh gì nhỉ? Qua Lào. Qua Lào sẽ thấy một diện mạo khác. Chắc hẳn là mọi người biết là pháp danh là Vô Sanh đúng không? Do sư Minh Tuệ đặt cho đúng không? Nhưng mà hai anh em là gặp nhau nhưng mà đây thì bữa trước là em là cũng anh là cũng cạo đầu rồi đúng không? Vâng. Gieo duyên đúng không? Vâng. Nhưng mà lần này thì sang bên Lào mới cạo đầu gieo duyên để đi cùng mọi người đúng không? Vâng. Ok. Mà không biết là giao duyên hay là như thế nào nữa. Ok, và chúng ta đi tiếp thôi. Bố của sư Minh Tạng các bạn ạ. Thì bọn mình lại nghỉ chân ven đường để ở một cái nghĩa địa ven đường các bạn. Thì có sư Minh Tạng và sư An Lạc đi cùng với cả xe lên. Thì bọn mình là tất cả người trong đoàn, các sư và anh em thì sẽ lên cửa khẩu mới bắt đầu là hành trình từ đó. Di chuyển tiếp rồi các bạn. Lên cửa khẩu ấy. Đây đoàn xe nhà sư Minh Tạng đến tiễn đây các bạn. Anh không chụp được, không chụp được. Được rồi. Anh tự selfie đi. Chúng tôi theo lô với nhóm nè. Hô gặp chúc hai thượng lộ bình an à. Vâng, dạ. Đây, giờ bọn mình đã tới cửa khẩu quốc tế Bờ Y rồi các bạn. Đây. Giờ đã sang cửa khẩu bên Lào rồi nhá. Thì giờ tất cả mọi người sẽ nhập cảnh vào trong Lào. Thì bây giờ chuyến hành trình này mà sang kiểu đã xong xuôi mà mọi thứ sắp xếp ở nhà xong rồi mà đi hành trình sang Lào thì sang nước ngoài rồi thì nó cũng đã gọi là thành công 50% rồi các bạn ạ. Đấy, thì sư Minh Tuệ và anh Báu thì đang đợi đằng trước kia. Đấy, giờ mình thấy rồi đấy. Ok, anh Báu đang vẫy mình vào. Giờ mình sẽ đi nha các bạn nhé. Ở đi vào đi. Sbai đi. Bên phía Lào này thì hiện nay đang mất điện thì tất cả mọi người cũng đang để chờ đợi cho điện có lại các bạn ạ. Rồi sau đó là tất cả đoàn sẽ bắt đầu là hành trình ngày hôm nay. Thì theo dự tính ngày hôm nay thì sẽ đi một đoạn trước rồi sau đó là nghỉ ngơi sớm các bạn ạ. Tại vì sau khi mà một ngày rất là dài ngày hôm nay thì gọi là sao nhỉ, đã đến bây giờ là đã 4-5 giờ chiều rồi các bạn, nên là cũng không đi được lâu nữa, thì cũng đi một chỗ, đi một lát nữa để đến một chỗ nghỉ ngơi rồi mai sẽ chính thức là bắt đầu. Okay. Lâu quá rồi mình không tới Lào các bạn ạ. Thì con người Lào cũng rất là thân thiện đấy các bạn. Đây cửa khẩu ở
bờ Y đây. Trên đây thì cũng có vài người ở trên cửa khẩu này cũng có nhận ra cả đoàn, và cũng chị này cũng đang đến để muốn tặng sư cái gì đó thì vậy, nhưng mà sư chỉ ăn và thọ thực một bữa buổi sáng thôi. Gặp cái sự cố các bạn ạ. Sự cố đây là bị mất điện. Do thầy mới nhập cảnh lần đầu ở Lào nên là họ không có dữ liệu, nên bắt buộc phải quét nhận dạng. Còn những người đi rồi thì không cần. Nhưng mà tất cả các thầy, một số thầy thì xuất ngoại rồi, một số thầy thì chưa, nên là buộc phải chờ có điện mới làm được. Tất cả có 5 thầy và thầy Minh Tuệ. Hơn 1 tiếng mà cửa khẩu bên Lào vẫn mất điện các bạn ạ. Nên là tất cả mọi người là đây, ở đây vẫn là đang chờ đợi để có thể là xuất cảnh sang bên Lào đây. Và đấy, một câu hỏi nữa đặt ra là có bao nhiêu người đi cùng với cả sư Minh Tuệ trong cái chuyến hành trình đi sang Ấn Độ này đây. Thì hôm nay đấy mình cũng cho các bạn biết là tổng cộng có 6 sư và có mình và anh Báu nha các bạn nhé. Đấy thì ở đây thì cũng có nhiều anh chị cô chú người Việt Nam đang cũng nhận ra sư và cũng đến chụp ảnh và cũng như là nói chuyện để lưu lại những cái kỷ niệm này. Đấy thì các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để đón chờ những cái trải nghiệm mới nhất của sư Minh Tuệ và mình và những cũng như anh Báu trên hành trình sang Ấn Độ này đây. Thì tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Hẹn các bạn vào những trải nghiệm tiếp theo trên hành trình đi sang Ấn Độ này nhá. Đấy. Tí nữa sẽ nhập cảnh rồi bắt đầu hành trình thôi. Ok, hẹn các bạn vào ngày mai.